chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay tôi đang tiến hành làm một số cái chế hỏa khí của xe Novo. Vì thời gian gần đây thì là do thị trường xăng dầu bắt đầu tăng giá, cho nên là tất cả những các xe Novo như hình ảnh tôi đã từng quay trước đây hoặc là một lát nữa thì tôi sẽ quay ấy, thì là có những chiếc xe là nó ăn xăng rồi là rất nhiều, và cái vấn đề là liên quan đến là xe không chạy được, rồi là xe uống xăng. Thì đấy, với cái chất lượng, với cái số lượng mà chế hỏa khí, tức là bình xăng con ấy, tôi đã tháo ra rất là nhiều. Bởi vì tôi đã mua được những cái hàng này có khi là từ những cái thứ mà người ta bỏ đi, tại vì khi mà người ta không dùng được, người ta bán thì sắt vụn hoặc là ve chai đấy. Tôi mua về và tôi bắt đầu tháo ra để tôi sửa chữa, vệ sinh, cũng như là tôi cải tạo lại, phục chế lại cho nó ăn ít xăng hơn. Và đây là một trong những cái cách mà trên mạng nó đang rất là nhiều người đã từng lắp đặt các cái chế gem, chế quay tàu này đây, các bạn thấy đây, để gọi là tiết kiệm xăng. Nhưng mà thực ra là nếu mà tiết kiệm được thì khách người ta làm gì, người ta lại phải mang lại người ta sửa làm gì? Bởi vì thứ nhất là cái tiêu chí của tiết kiệm xăng nó phải đạt được, đầu tiên là máy phải êm, cái thứ hai là chạy phải bốc, thì cái điều này nó không làm được, cái chế hoặc cái gem quay tàu này nó không làm được. Trong cái quá trình chạy thì hụt, và cái gầm ở trong gầm xe chỗ gần bầu lọc gió đấy, thì cái bầu lọc gió mà khi mà lắp cái này thì cái bầu lọc gió không thể lắp được cái bầu lọc gió của xe Novo, cho nên là phải làm như thế này. Cho nên cát bụi hút vào thì thứ nhất là nó sẽ làm cho cái piston xăng măng xi lanh nó nhanh mòn, và dần dần là dẫn đến cái xe nó không còn giá trị, bởi vì nó đã khi mà nó ăn xăng ăn dầu rồi nó nát, thì cái xe nó cái giá trị mà sửa bây giờ nó rất đắt, nên khách hàng người ta cho giá sát phụ thôi. Nhìn này, xe Novo tôi rất nhiều, hàng mấy con đấy chứ không phải là một hai con đâu. Đây, xe tôi làm cho khách đây, và đây là chiếc xe mà tôi vừa mới làm xong. Thì chốc lại tôi sẽ nổ máy để kiểm tra luôn chất tốc độ vòng tua máy và cái tiếng máy nó êm như thế nào, thì chốc nữa lát nữa là quý vị và các bạn sẽ biết được. Đây ạ, tôi không những là một hai con Novo đâu mà tôi một rất nhiều xe Novo. Đây nữa, đây xe Novo đây. Thì sau khi tôi đã làm xong chiếc xe Novo này, tôi đã lắp chiếc chế hỏa khí sau khi đã vệ sinh cũng như là có can thiệp để cải tạo tiết kiệm xăng. Thì sau đây tôi sẽ nổ chiếc xe này lên và kiểm tra luôn vòng tua máy của chiếc xe này xem nó là như thế nào. Đây, tôi đang nối cái thiết bị để mà nó đếm cái vòng tua máy đây. Đưa về nguyên bản nữa, chế hỏa khí cũng như le điện hoạt động, le bắt đầu hoạt động. Đấy, hôm trước là cái xe này người khách đi là sửa rồi, người ta cắt bỏ cái cảm biến nhiệt độ. Đó là cái này nó giống như một cái công tắc nhiệt đấy, khi mà nhiệt độ đạt ở 65 đến 80 độ C thì cái này nó sẽ hoạt động để nó đóng một cái dòng điện
từ cực dương ắc quy trước ổ khóa về IC và trở về cái dây này, nó cấp điện cho cái le này để nó làm đóng kín đường le đấy, thì máy đang ngủ nhỏ dần đấy. Đó là cái hoạt động chủ yếu quan trọng của cái công tắc nhiệt này. Này nó là dạng nhiệt điện trở, nhưng nó là một cái công tắc nhiệt, đến một nhiệt độ nào đấy nó sẽ cấp một cái dòng điện dương 12V trước ổ khóa, bởi vì nó có màu đỏ mà. Sau ổ khóa cái xe Dia này nó có màu nâu, nên nó cấp để về IC, và IC nó lại cấp lại một cái dòng điện dương để cho cái le điện này nó làm nóng. Đây, sờ vào đây thì nó sẽ nóng thì nó sẽ làm cho cái sáp sinh nhiệt, nó đẩy cái piston, tức là cái le điện đóng kín lại, thì tiếng máy nó sẽ nổ êm dần lại. Đây, và đây quý vị, cái vòng tua máy của nó là bây giờ là 1200, 1300. Đây thưa quý vị, và sau khi máy nó ổn định thì vòng tua máy nó là 1200 vòng phút đấy. Đấy, tiếng máy nó nổ rất là êm, rất là nhỏ. Là 1200 vòng phút thì nó đã thấp hơn 200 vòng phút so với quy định của nhà sản xuất, người ta đề ra là 1400, hơn 1400 vòng phút khi mà tiêu chuẩn của các cái nhà sản xuất mô tô xe máy ấy, tức là cái vòng tua máy mà thấp nhất ở chế độ guarantee ấy, là 1400 vòng phút. Cho nên chúng tôi đã làm ra và chúng tôi sẽ xác định là cái xe nó phải nổ, nó phải như thế này thì nó mới ăn ít xăng. Và sau đây tôi sẽ tháo cái buji ra cho quý vị và các bạn xem luôn. Ra đây, cháu buji nó rất trắng. Đấy, rất sạch. Tức là nhiên liệu đã đốt hết triệt để hoàn toàn, và nó đã tiết kiệm được rất là nhiều nhiên liệu. Bởi vì cái màu sắc buji màu trắng này nó là như thế này, thì clip sau tôi sẽ quay và tôi sẽ chạy với cái mức là 100ml xăng để xem nó chạy được bao nhiêu km. Thì xin quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi cũng như đã ủng hộ kênh của chúng tôi, thì xin quý vị và các bạn hãy bấm đăng ký kênh cũng như theo dõi kênh để subscribe cái kênh YouTube này. Xin một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn, chúc quý khách cũng như quý vị và các bạn luôn gặp nhiều may mắn và thịnh vượng bình an. YouTube. Yes, and welcome. Sua Se Moto in Tangwar City is one of the best places I've come to in regards to going to a mechanic, and his service is exceptional. He's always available. Any time of day when I call him, he comes to my help. Very good sir. Do I make you happy? Yes, very happy with the service. It's always very quick, unless he has to order something from Hanoi, but he will always get you the parts you need for your bike. Do you say that what I have done for you? Yes, I trust everything you've done to the bike is for the best of the bike, and it goes to show that the bike is running, isn't it? Okay, thank you. Thank you very much.